Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic Sách Nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện phu quân ngây thơ đệ nhất thiên hạ của tác giả Duyệt Vi. Chuyện thuộc thể loại trọng sinh, gia đấu, nam chính ngốc nghếch ngây thơ. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người nữa, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. chương 46, con trai. Phòng sinh chỉ còn lại bà đỡ cảnh và hai bà đỡ trong phủ, cộng thêm gia nhân kiên trì đòi ở lại. Từ canh một đến nửa đêm, đã quá hai ba canh giờ rồi, Yến Hồng ban đầu chấn tĩnh dần dần không kiên trì được nữa, nàng luôn dùng sức, nhưng không chỉ đau mà thôi. Mau lên đi, bằng không đợi lát nữa manh manh đến, sẽ hoảng mất. Bảo bảo à, phải thương cha con nha ngoan ngoãn ra đi được không? Yến Hồng không ngừng liên lạc bằng ý thức với bảo bảo trong bụng. Đúng là sợ cái gì cái đó đến, ngoài cửa truyền đến tiếng khóc lóc chói tai và tiếng gào thét của đông phương manh, Hồng Hồng muốn ăn cháo, ăn cháo, tránh ra. Muốn vào, còn có tiếng khuyên can không ngớt. Sao hắn lại khóc? Không phải bảo dịu nhân đi theo, cho hắn uống nước có thuốc an thần rồi sao? Không uống ư? hắn không thấy nàng nhất định rất sợ xin lỗi gạt chàng rồi chàng yêu quý yến hồng dáng sức nén nước mắt cắn chặt khớp hàm nói với bà đỡ cảnh đầu đầy mồ hôi ma ma lại nữa được thiếu phu nhân nào làm theo bà già hít vào đúng thở ra dùng sức đúng cứ như vậy nữa nào hồng hồng đói tiếng khóc thật lớn hít sâu thở ra dùng sức manh manh chàng chờ thiếp tiểu thư đừng cắn môi này cắn cái này giai nhân đưa một cái khăn đã ngâm nước muối loãng yến hồng vất vả mở khớp hàm cắn lại tiểu thư nắm tay muội nghĩ tới cô ra đứa bé sắp ra rồi hốc mắt giai nhân cũng đỏ bừng giọng nói run rẩy trên mặt lại nở nụ cười cổ vũ tiểu thư nhà nàng kiên cường như thế sao nàng có thể thua kém người đâu ôm tam thiếu ra lại hai người các ngươi đi canh cửa manh nhi à không thể vào vào hồng nhi sẽ lo lắng manh nhi hồng nhi sẽ đau manh đệ cẩn thận bỏng trong cảnh hỗn loạn nhưng nàng nghe rõ tiếng hắn gào khóc sao mà hết sức sao mà khổ sở như thế không thể kêu không thể để hắn nghe được nàng đau không thể trước mắt bắt đầu hoa lên nhìn không rõ mặt giai nhân nữa có cái gì đó ướt ướt rớt xuống mặt nàng, lành lạnh, dễ chịu. gia nhân khóc gì thế? Có phải tại nàng bấu mũi ấy đau? Tiểu thư, người phấn chấn lên, dùng sức chút nữa, không thể ngủ, cô ra còn khóc ầm bên ngoài. Cô ra? Đúng, manh manh còn chờ nàng mà. Nàng muốn thấy hắn. Bà đỡ cảnh thấy Yến Hồng lại có tinh thần, vội vàng nhét một miếng sâm vào miệng nàng, đồng thời cổ động nàng, thiếu phu nhân, nào, lại cùng bà già ra sức. Đúng, phải dùng sức. Dùng hết sức lực, ra sức dặn ép, rốt cuộc nghe tiếng la hưng phấn, nhìn thấy đầu rồi nhìn thấy đầu rồi. Tinh thần yến hồng phấn chấn, dường như lại thu hoạch thêm chút sức, lại ra sức dặn. Một cơn đau kịch liệt trôi qua, hình như có cái gì đó trượt ra khỏi thân thể nàng. Tất cả dãy ruộng, tất cả đau đớn, khoảnh khắc này không cảm thụ được gì nữa, đầu óc trống rỗng. Dường như lâu lắm, lại giống như trong nháy mắt, nàng nghe thấy âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời. Con nàng, tiếng khóc vang dội cỡ nào? Khóc, hắn còn khóc. Dùng chút sức lực cuối cùng chống đỡ, nàng nói với giai nhân mừng đến phát khóc, gần như thì thào, để chàng vào. Tỉnh lại, tựa hồ tất cả đã đâu vào đó có ánh nắng vàng tươi lọt qua khe cửa kín mít, khiến hai mắt nàng hơi mù mờ, không thích ứng lắm với ánh sáng như thế. Mở mắt ra, nghĩ đến đầu tiên, không phải sinh mệnh mới mà là hắn, trượng phu nàng. May mắn, vừa nhìn đã thấy hắn, ngoan ngoãn nằm sấp bên mép giường, mắt sưng như trái đào, đôi mắt đen trắng rõ ràng tối qua bây giờ đầy tơ máu, toàn là tâm tình hoảng loạn lo âu, không hề có tí tinh thần nào của người làm phụ thân da mặt hơi nhăn nheo có thể tưởng tượng được hắn khóc tới mức nào vén ống tay áo lên trên cánh tay trắng nõn mơ hồ nhìn thấy từng vết cào màu đỏ đầu tóc rối nùi quần áo cũng nhăn nhúm thấy nàng tỉnh nước mắt hắn đầm đìa y như con cún to sắp bị vứt bỏ mối mấp máy nửa ngày một câu cũng không nói nên lời chỉ ngơ ngác nhìn nàng ánh mắt đó khiến lòng nàng đau như dao cắt manh manh sao thế không nhận ra Hồng Hồng ư? Nàng cười mà ứa nước mắt, giọng nói yếu ớt, cơ hồ chính nàng cũng không nghe được. Nhưng hắn nghe được, nước mắt vẫn liều mạng chảy, Hồng Hồng đừng chết. Câu nói này làm chua xót ngập lòng lan tràn như nước lũ. Trước khi sinh nở, cơ hồ mỗi đêm nàng đều chuẩn bị tinh thần cho hắn trước. Nói đến chừng đó hắn không thể ở cạnh nàng, bằng không bảo bảo sẽ xấu hổ không chịu đi ra nói có khả năng cần rất nhiều thời gian nói có lẽ sinh bảo bảo xong nàng sẽ mệt mỏi ngủ mất để hắn ngoan ngoãn chờ nàng tỉnh lại không ngờ đến ngày này thật hắn vẫn hoảng loạn như thế bởi vì sợ mất nàng sao hồng hồng sẽ không chết hồng hồng sẽ luôn cùng manh manh đến khi biến thành ông cụ bà cụ được không nàng dịu dàng cười chậm chạp vuốt ve mặt hắn cảm thấy lòng mình mềm như bông mềm đến mức muốn giấu hắn vào đó hắn thút thít bò lên giường nằm xuống cạnh nàng ôm nàng vào lòng vùi đầu vào ngực nàng nước mắt thấm ướt vạt áo nàng mang theo hơi ấm trên người thấp giọng nỉ non hồng hồng đừng khóc đừng chết cùng manh manh một chỗ ừ hồng hồng không khóc không chết luôn cùng manh manh không đau lúc này rồi mà hắn còn sợ nàng đau nàng ôm giết lấy hắn nước mắt vòng quanh ngửa đầu không để chúng chảy xuống ư ừ, không đau có phu quân như thế đau chết cũng không sợ cháo nguội rồi hắn nhớ lúc nãy nàng nói muốn ăn cháo dầu dĩ lên tiếng ư ừ, không sao lát nữa hâm nóng lại ăn sờ sờ đầu hắn hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe vuốt ve an ủi nửa ngày nàng mới sực nhớ đến thành quả đau suốt một đêm của nàng manh manh Nhìn thấy bảo bảo chưa? Dễ thương không? Hắn lắc đầu, không biết, nhìn Hồng Hồng, không nhìn bảo bảo. Lão phu nhân ôm một cái bọc đỏ thẫm lớn tới, dáng vẻ có cháu mọi sự đủ đầy, cười tít mắt, nào, xem con của con này, đáng yêu không chịu được, nhìn mặt nhỏ nhắn hồng hào này. Khuôn mặt to cỡ bàn tay, làn da đỏ hồng còn hơi nhăn nheo, lông mày nhạt cứ như quên dài ra lông mi dài kinh người giống như hai cái quạt nhỏ che đôi mắt đang ngủ say, cái mũi nhỏ nhắn thẳng tắp vô thức rụi rụi, cái miệng chu ra khẽ há rồi ngậm theo nhịp thở nho nhỏ. Y như một con khỉ con, đáng yêu quá. Đông Phương Manh mở đôi mắt đỏ hoe tò mò nhìn cục bông mềm mềm, không dám động vào. Xem này, tóc máu vừa đen vừa dày, dài ghê. Lão phu nhân tự hào nhẹ nhàng vén một lọn tóc máu của bạn nhỏ, giống như khoe bảo bối cho yến hồng và đông phương manh xem đông phương manh chỉ vào nhóc con giọng còn hơi khàn nhăn đỏ đỏ nói xong lại ngoẹo đầu nghĩ ngợi bồi thêm một câu khỉ yến hồng phì cười ừ giống con khỉ thật mệt hắn cũng biết cái này bảo bảo mới sinh ra đều thế chờ hai ngày nữa bảo đảm còn sinh hơn manh nhi lúc nhỏ nữa cháu nội ngoan của bà lão phu nhân nói nói nhịn không khinh bạc nhóc con đang ngủ say yến hồng nhìn mà ngứa ngáy mẹ con muốn bồng nó lão phu nhân cẩn thận đưa bé con cho nàng ánh mắt đông phương manh di động theo nhóc con thấy nàng muốn ngồi dậy vội vàng ôm nàng ngồi lên còn cẩn thận dịch chăn lên giúp nàng yến hồng nhìn con tình mẫu tử không kềm được lan ra vừa ôm con vào lòng liền theo bản năng cởi vạt áo muốn cho bảo bảo bú sữa không chờ lão phu nhân mở miệng đông phương manh đã không bằng lòng chừng bảo bảo trong lòng nàng giọng điệu không vui bánh bao của manh manh không cho bảo bảo ăn lão phu nhân che miệng ngoảnh đầu cười bả vai rung rung yến hồng xấu hổ không thôi thằng nhãi này dành với con mình cái gì hả manh manh bảo bảo phải bú sữa mới lớn được nếu không sẽ đói mất cố gắng giải thích cũng ngăn cản hắn có ý định đẩy bàn tay hồng hào có bản năng bú sữa trời sinh ra. Ăn cháo. Hắn sảng khoái quang cho con mình một lựa chọn. Hơ, bảo bảo còn chưa biết ăn cháo, chỉ biết bú sữa. Yến Hồng muốn xỉu, giải thích, nhìn mặt hắn càng lúc càng nhăn, càng lúc càng nhíu, vội vàng nói, xem, bảo bảo giống manh manh nhiều chưa này. Quả nhiên sự chú ý của hắn bị rời đi, quan sát nửa ngày có lẽ không phát hiện ra chỗ giống nhau, nghi hoặc nhìn nàng, giống cái gì. Xem, lông mày này, dài như manh manh, miệng này, chu chu như manh manh, còn có lỗ tai, dày dày mềm mềm như manh manh. Yến Hồng nói làm lão phu nhân cũng hào hứng, hai mẹ con cùng nhau tìm điểm giống nhau vui quên trời đất. Hồng Nhi, khuôn mặt và lông mi của cự nhi đều giống con, con xem, cầm tròn tròn này, tướng có phúc nàng đây là mập lên mới tròn đấy chứ. Từ từ, hình như nàng bỏ qua tin tức quan trọng. Mẹ, mẹ vừa mới gọi bảo bảo là gì? Cự nhi đó, công gia đặt tên, đông phương cự. Hơ, cự nhi là cự trong cự tuyệt. Yến Hồng do dự hỏi, hu, một tên đông phương cự tuyệt đông phương cự tuyệt, thê thảm vậy. Chẳng thà gọi theo tên nàng, kêu đông phương hồng cho rồi. Con bé này, là cự hòa cự ba mươi ý tứ là tiền đồ sáng lạn hay lắm đó phải không manh nhi lão phu nhân dứt khoát túm con trai làm đồng minh đông phương manh hoàn toàn không hiểu gật bừa cự vậy chẳng phải là cây đuốc à đông phương cây đuốc xỉu hơ mẹ à vậy dứt khoát nhũ danh gọi là cây đuốc đi yến hồng cảm thấy cái tên cây đuốc nhỏ cũng rất đáng yêu Hí hửng trưng cầu ý kiến của bà nội mới toanh. Cây đúc nhỏ. Ờ, hơi khác biệt nhưng cũng khá đáng yêu, vậy gọi cây đúc nhỏ. Cây đúc nhỏ, con thích không hả? Lão phu nhân nhìn nhóc con cong cong ngón tay ra sức bú sữa hết sức dễ thương, cũng mặc kệ mắt nó có mở hay không, tự nói tự cười vui sướng hết chỗ nói. Yến Hồng coi như lĩnh hội được cái gì là dùng hết sức lực bú sữa, thằng nhóc này bú mạnh quá đau chết nàng, ui. Cây đuốc là gì? Đông Phương Manh bực bội nhìn con cắn, bánh bao vốn là của mình, hỏi Yến Hồng. Tên của con manh manh, tên bảo bảo. Yến Hồng cười tít mắt, giải đáp. Chương 47, ở cữ. Yến Hồng nhớ, trong lịch sử có một người chủ trì tiết mục truyền hình nổi tiếng, ông ấy viết một cuốn sách gọi là Cuộc sống lịch sử còn có một diễn viên kịch tiểu phẩm nổi tiếng bà ấy thích diễn một bà lão ý nguyện vĩ đại trong đời là viết một cuốn sách gọi là ở cữ thảm ghê bảy ngày nghẹn ra được sáu chữ yến hồng nghĩ nếu để nàng viết một quyển sách nhất định ý tứ tràn trề hạ bút như thần nói không chừng còn thành kiệt tác để đời nữa bởi vì bản thân nàng chính là quyển bách khoa ở cữ máu me đầm đìa sờ sờ ra đó Cây đuốc nhỏ ra đời khiến cả phủ từ trên xuống dưới vui mừng, mà nàng sinh ra cây đuốc nhỏ càng được công nhận là công cao vất vả. Tất nhiên bị công phủ cung phụng như công thần cấp 1, bắt đầu thời kỳ chỉ có thể nằm trên giường chờ cúng hơn một tháng. Ngoài ăn uống vệ sinh, cho con bú ra, kiếp sống ở cữ như một con heo không cần quản gì cả. Vậy nên, nàng mới cảm khái nhé, lĩnh hội nhé, giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như nước hoàng hà một đi không trở lại. Tiểu thư, mau uống canh chân giò đậu phụng này đi, như vậy thiếu gia nhỏ mới có sữa bú. Yến tỉ tỉ, nào nào nào, trong bình này là bách hoa quỳnh tương ta mò, á, à, lấy từ chỗ tẩu tẩu thái tử phi tới cho tỷ đó, uống vào đẹp da bồi bổ khí huyết. Tam thiếu phu nhân, trong này có dưa ngọt, nho, chuối tiêu, còn có bàn đào nữa, ngài muốn ăn loại nào? À, hay là ăn hết nhé? Oái, có ai nhớ nàng là người chứ không phải heo không vậy? Hồng hồng, ăn cháo. Đông Phương Manh cũng không rảnh rỗi, chờ đám người mồm năm miệng mười ngừng lại một chút, hắn không bỏ lỡ thời cơ chen vào. Hắn có vẻ lên tinh thần so với hôm sinh hơn nhiều, cười cũng dạng dỡ hơn, chỉ có một hậu di chứng, biến thành, phu quân nấu cháo, riêng của nàng, từ đó đặc biệt ưa nấu cháo. Được thôi, nàng hiểu, trong giai đoạn ở cữ, ăn mặc đi đứng đều phải chú ý, bằng không không có lợi cho đứa nhỏ, bản thân cũng để lại mầm bệnh. Có điều, không thể dính nước, không thể thấy sáng, không thể quạt gió, có thể thấy, chờ ở cữ bốn chục ngày xong phòng trừng nàng cũng không cần gặp người nữa. Khổ nỗi cả nhà cực kỳ coi trọng vấn đề này, không cho phép nàng phản đối. Duy nhất đáng an ủi là, ở phương diện ăn uống, nàng thu được tài nguyên duy trì cực lớn. Mỗi ngày nhà bếp dốc sức chế biến món ngon cho Yến Hồng, mỗi bữa chủ yếu là thức ăn mặn. Chịu thôi, hiện tại nàng là mẹ mà, phải bảo đảm lượng sữa dồi dào, thành thử, nàng chuyên môn phát huy phong thái hồi mang thai, lượng thức ăn không hề giảm, dũng mãnh như hồi trước, ăn uống hăng say, cân nặng cũng không ngừng vươn lên đỉnh cao. Mỗi lần thập lục công chúa nhìn nàng đều há hốc mồm, còn không quên chen vào một câu, Yến tỉ tỉ, tỉ cứ ăn tiếp như vậy bụng sẽ nứt. Yến Hồng không nói gì rơi lệ, bụng nàng không nhỏ lại được chưa? Không biết đến chừng đó manh manh yêu quý nhà nàng có chê nàng không? Không được, nhất định phải nghĩ cách giảm bớt. Ăn cháo mà đầu óc để đâu đâu, bị đông phương manh phát hiện, chừng nàng kia. Vội vàng ăn cho nhanh mắc công hắn lại vươn tay ra đút, kết quả miếng cuối cùng ăn gấp quá, bị sặc. Hắn vội vàng rỗi tay vỗ vỗ, lo lắng, không sao không sao manh manh xem hết ho rồi thật ra nuốt mấy ngụm nước miếng sẽ không sặc nữa táo không biết hắn lấy từ chỗ nào ra một quả táo đưa cho nàng ồ hồng hồng sẽ ăn hết nhưng bây giờ bụng căng quá đợi lát nữa lại ăn được không nàng chớp mắt cò kè mặc cả với hắn mới sáng sớm bụng nàng đã chứa hai cái trứng gà một tô canh lớn tướng một dĩa trái cây cộng thêm cháo nữa, cho dù dạ dày nàng được khen là động không đáy hiện giờ cũng không có chỗ chứa táo nữa. Hắn thấy nàng xoa bụng, thò tay ra xoa giúp nàng, thuận thế gật đầu, coi như đồng ý với lời năn nỉ của nàng. Có điều cái giá là hôn hắn một cái. Mọi người thấy thế nhất trí quay đi chỗ khác, xem bảo bảo, nhìn bàn ghế, giả vờ bận bịu. Kỳ thật Yến Hồng rất muốn nói, nàng không có để ý vậy đâu đằng nào con cũng có rồi. Hôn má xong, hắn thì thầm câu gì đó, Yến Hồng lơ đễnh không nghe rõ, hắn lặp lại một lượt, lát nữa phải ăn. Nàng gật đầu như mổ thóc. Oa, wow, cây đúc nhỏ lại gào khóc ầm ĩ, lão phu nhân vội vàng ôm nó tới, ôi ôi, cháu ngoan của bà đói rồi này. Cởi vạt áo, vô thức liếc nam nhân thứ hai tại hiện trường, quả nhiên chân mày lại nhíu, hích, vẫn không vui hả? tốt xấu gì cũng là con mình mà ăn một miếng cũng không cho nữa hóa ra cây đúc nhỏ lớn lên dễ thương thế này trắng như cục bánh dày đời trước nàng ăn bú sữa mà tay còn làm dấu, ok dễ thương chết được thừa cơ hôn một cái đột nhiên cảm thấy ánh mắt không vui từ phương hướng quen thuộc ập tới ập à, ông bố nào đó yêu cầu đãi ngộ bình đẳng rồi rồi mưa móc cùng hưởng đông phương manh ngồi cạnh yến hồng cúi đầu nhìn bé con nhắm mắt bú sữa, hít hít mũi, nói thơm. Yến Hồng đợi cây đúc nhỏ bú no, bồng nó lên đưa tới trước mặt Đông Phương Manh, cười khuyến khích hắn, manh manh hôn cây đúc nhỏ đi. Đông Phương Manh do dự một chút, nhìn nàng lại nhìn cây đúc nhỏ, nửa ngày mới lắc đầu, chỉ hôn hồng hồng thôi. Lão phu nhân lại quay mặt đi cười trộm. Yến Hồng giấu lớn, hắn có vẻ khổ não dường như động tâm mắt chớp chớp một hồi mới chậm rãi khom người chụt một cái lên mặt con đứng dậy kinh ngạc bình luận mềm quá yến hồng cười đang định nói ra trẻ con đều mềm như thế thuận tiện để cha hắn hôn thêm mấy cái kết quả lại nghe hắn cười nói mềm hơn bánh bao nữa lão phu nhân thắc mắc bánh bao yến hồng muốn hộp máu tại trận đánh mắt ra hiệu cho đông phương manh như rút gân khổ nỗi hắn căn bản không hiểu còn cho là mắt nàng không thoải mái, vươn tay định xoa giúp nàng, vừa vặn tránh được vấn đề xấu hổ của lão phu nhân. Kết quả hắn xoa mấy cái, lại nghĩ ra một vấn đề, ngừng tay tiếp tục cười tít mắt, bánh bao lớn hơn. Phụt, dẫn hắn đi đi. Vốn dĩ lão phu nhân sợ yến hồng không đủ sữa, muốn tìm vú em cho cây đúc nhỏ nhưng nàng cự tuyệt. Con mình mình nuôi, huống chi nàng biết sữa mẹ quan trọng giúp đứa nhỏ khỏe mạnh. Lén lút sai gia nhân đi bưng trộm ít nước nóng vào phòng. Yến Hồng thừa dịp Đông Phương Manh chạy xuống nhà bếp nấu cháo không có ở đó lật đật lau người một lượt. Người già đều cho rằng ở cữ kiêng tắm rửa, nhưng thật tình đối với quan điểm này hiện giờ Yến Hồng không dám gật bừa. Hiện giờ nàng đang trong giai đoạn hồi phục sau sinh, mồ hôi đổ rất nhiều, thời gian dài như thế không tắm rửa không lau mặt, mùi vị nó thành cái gì nữa? Với lại nàng nghe nói lúc trẻ con chưa phát triển thị lực hoàn toàn thì nhận ra mẹ mình bằng khứu giác. Nàng không muốn đến chừng đó bị cây đúc nhỏ chê bai đâu. Mẹ con sao lại có mùi này? Huống chi ra trẻ con non nớt như thế, còn phải thông qua xúc giác chạm vào người nàng bú sữa. Lỡ lây nhiễm vi khuẩn thì làm sao? Có điều tóc thì nàng không dám gội, sợ tóc chưa khô cai ngục nhà nàng đã về rồi, đến chừng đó chắc chắn lại giận. Cởi quần áo, nhìn thân hình biến dạng liền thấy bi ai. Sinh đứa con dễ lắm sao? Từ thiếu nữ yểu điệu biến thành bà bác ục ịch, bản thân nàng còn không dám nhìn, hễ nghĩ đến chừng phải cho cha cây đúc nhỏ coi, liền cảm thấy tương lai vô hạn. Hồi trước, mấy cái động tác yoga làm thon bụng thon đùi như thế nào nhỉ? Yến Hồng vừa lau người vừa dáng nhớ lại. Lau xong thấy cây đúc nhỏ ngủ đang ngon, lại sán lại hôn một cái, sau đó đi vòng vòng trong phòng ngủ, vận động tập thể dục. Kỳ thật trong thời gian ở cữ bà mẹ càng sớm hoạt động càng có ích cho việc hồi phục sức khỏe, chỉ cần không quá mệt nhọc, không tập quá lâu là được. Gia nhân đứng bên muốn nói lại thôi, nhưng thấy tiểu thư nhà mình cũng chỉ đi lại trong phòng, không có ý định ra ngoài nên cũng mặc kệ nàng. Diệu nhân từ gian ngoài đi vào, tay cầm quần áo vải bông, cười nói, "Tiểu thư, đồ lót vải bông người cần làm xong rồi." đã trần quá nước sôi. Bây giờ người mặc luôn hay chờ ngày mai mới đổi. Đương nhiên Yến Hồng đổi ngay lập tức. Tơ lụa tuy rằng mặc thoải mái nhưng so sánh khả năng hút mồ hôi thì còn kém vải bông xa. Vừa thay xong, Đông Phương manh sách giỏ đựng cháo đi vào, thấy nàng xuống giường vội vàng chạy tới túng nàng lên giường, không được xuống giường, phải ngủ. Yến Hồng không có cách tranh luận mối liên quan giữa vận động thích hợp và hồi phục sau sinh với hắn, với lại nàng cũng ngộ ra được tinh túy của mấy động tác yoga kha khá rồi, tuy rằng đến lúc đó có khi động tác quên trước quên sau. Ngoan ngoãn ngồi lại trên giường, ôm chăn nhìn lom lom cái chén trong tay hắn, mới có một lát mà nàng đói thật đấy. Ăn trái cây nhiều bao nhiêu cũng dễ tiêu hóa. Mở giỏ đồ ăn, có hai chén nhỏ, một chén cháo, chén kia là gì? Mở ra xem, là canh trứng gà. Hi hi nàng thích cái này, vì thế bưng lên múc một mỗng cho vào miệng, nhắm mắt hạnh phúc than, trơn quá. Ách, mặn quá. Khuôn mặt hạnh phúc biến thành cái mặt ủ rột, bỏ muối nhiều quá. Đông phương manh nhìn nàng chầm chằm mắt sáng lấp lánh. Không phải chứ, hắn nấu, hắn học chứng chứng lúc nào. Sao có thể làm được? Hắn còn đang nhìn nàng, kiên trì không tha, muốn được khen ngợi sờ sờ đầu bộ óc này đặc biệt cỡ nào thông minh cỡ nào đến chưng chứng cũng làm được trở thành phu quân nấu nướng gia đình còn không phải chuyện trong tầm tay ư manh manh giỏi quá thật cừ hắn cười lộ ra hàm răng trắng mút đều đặn thích gật đầu thật mạnh cực kỳ cực kỳ thích đương nhiên nếu bỏ ít muối lại nàng sẽ yêu chết luôn ăn được nửa chén cháo cây đuốc nhỏ tỉnh giấc khóc oe oe mơ hồ nhìn thấy bất mãn trong đôi mắt long lanh có hồn chào đời ngày thứ hai nhóc con đã mở mắt đôi mắt đen bóng như hai trái nho be bé, bé tròn xoe rất có thần thái gặp ai cũng không sợ lạ lúc hào hứng có thể nhìn người ta chằm chằm nửa ngày không chớp mắt hích không phải lại đói rồi chứ mới cho bú xong rồi ngủ mà vừa ôm đến tay liền cảm giác không đúng sờ ướt sũng nhìn lại đệm trong nôi cũng ướt một mảng hích, đến lưng cũng tè ướt, cũng không biết tè kiểu gì. Đông Phương manh xuất thần nhìn Yến Hồng còn hơi vụng về vừa thay tã và quần áo cho cây đúc nhỏ vừa chọc nhóc con. Nhóc con nghịch ngợm này, xem xem có vẽ bản đồ không nào. Sau này kêu con là vương tử tè dường chịu không? Đông Phương manh nhìn hình dạng chỗ bị ướt, vẻ mặt nghi hoặc so sánh. Sao bản đồ trong thư phòng cha, công gia, không giống với bản đồ của cây đúc nhỏ nhỉ? Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở www.ebookfull.net chương 48, đầy tháng Yến Hồng còn nhớ, trong lịch sử có một người nổi tiếng họ Đông Phương, tên là Đông Phương Bất Bại. Tuy người này ngoại trừ cùng họ ra thì chả có tí teo quan hệ nào với con trai nàng nhưng địa vị hiện giờ của nhóc con nhà nàng cũng có thể xưng là bất khả chiến bại. 11 tháng 11, trường Tôn Trấn Quốc Công Phủ đầy tháng. Tất cả những người có máu mặt ở thành Di Lăng có ai không muốn nhân cơ hội trèo lên cái cây không lồ này chứ? Ồ ạt dắt díu nhau mang quà tới tặng. Cả tòa công phủ to lớn phải nói là nườm nượp không dứt, khách đến chặt nhà, rầm rộ chưa từng có. Gia Nhân giúp nhận quà đến những tay, vui vẻ không khép miệng lại được. Yến Hồng coi như đã hiểu, nàng nói sao mà năm đó lúc mẫu thân giao đồ cưới của nàng cho Gia Nhân thì con nhãi này kích động như thế. Hóa ra nhà đầu này là thần giữ của từ nhỏ, thấy tiền là sáng mắt ra. Sau này giao tài sản cho nàng quản lý cũng yên tâm, cam đoan càng tích lũy càng nhiều, trở thành một đại phú bà là chuyện ngày một ngày hai. Có điều ngày đầy tháng này cũng đủ bi thảm, ai bảo nhóc con này tới dạng sáng mới chào đời chứ. Hai ông bà già trong nhà tính rằng đến ngày 11 mới tròn đầy tháng. Hai số 11, ngày lễ độc thân hoành tráng. May mà cổ đại không thịnh hành ngày này, cũng không biết số Ả Rập, cây đúc nhỏ coi như trốn được một Tết. Yến hồng bồng con, cây đúc nhỏ bận rộn phun bong bóng, bên trong mặc một cái áo vải bông rắc hoa nhỏ, bên ngoài bọc chăn ra hồ, đội một cái mũ đầu hổ nhỏ do lão phu nhân tự tay may, lại thêm tạo hình phun bong bóng kia nữa, nhìn đẹp y chang con cá vàng đầu lân. đông phương manh sán lại, ngón tay chọt một cái, bong bóng bể nước miếng dính đầy ngón tay. Cây đuốc nhỏ không khóc không quấy, tiếp tục phun không ngừng, bộ dạng làm người ta yêu thương không thôi. Đồng phương manh thấy chơi vui, lại trọt, không dè nhóc con sớm có chuẩn bị, túm lấy ngón tay nghịch ác của cha mình, sau đó há cái miệng bé xíu, ngậm ngón tay vui vẻ mút. Cây đuốc nhỏ, thích ăn ngón tay. Đồng phương manh bị mút ngưa ngứa, mặt mày hớn hở không thôi, cũng không rút tay ra, tiếp tục cho nhãi con mút mút, dù sao hiện giờ nó vẫn là đồ đệ không răng. Trải qua một tháng, cây đúc nhỏ phát triển thật đáng mừng. Mắt bé nhìn chung quanh đã có mục tiêu, mới đầu phần lớn thời gian chỉ nhìn chằm chằm thứ gì đó sáng ngời vô tình lọt vào tầm mắt, ví dụ như ánh nắng này, ánh nến này, ánh sáng trên mặt yến hồng này. Chỉ cần có thứ gì hợp nhãn là bé con nhìn chằm chằm không tha. Thành ra lão phu nhân cũng thở phào, xem ra cháu ngoan sẽ không mắc phải chứng ngốc như con trai đúng rồi hồng nhi có nói kêu là chứng tự bế gì đó nhưng tự bế là tự phong bế mình à nhớ năm đó bà cầm đồ quơ quơ trước mắt manh nhi ánh mắt nó căn bản không di chuyển theo yến hồng sớm đã nắm chắc chưa từng nghe nói chứng tự bế có di chuyển cây đuốc nhỏ mút ngón tay cha một hồi thỏa mãn thả ra còn mỉm cười một chút làm lão phu nhân mừng rỡ khoe liên hồi xem xem bé ngoan này mới bầy lớn đã biết cười rồi đủ thấy tốt tính lắm đây cô bảy dì tám đều chen lại tranh nhau nịnh nọt tiểu công tử có phúc khí đấy nhìn bộ dạng này làm người ta thương biết bao thiếu gia nhỏ tư chất thông minh mới chừng này tuổi đã biết làm lão phu nhân vui vẻ có thể thấy sau này nhất định hiếu thảo yến hồng nghe mà miệng giật giật đứa nhỏ mới một tháng nhìn ra được hiếu thảo hay không à? Có điều thời gian này, thân thể nhỏ bé của cây đúc nhỏ luôn đắm mình trong cuộc sống phong phú mà vui vẻ, nét mặt mơ mơ màng màng bắt đầu tan dần, ăn no mặc ấm, lúc người sạch sẽ thơm tho bắt đầu để lộ vẻ mặt thỏa mãn. Lúc tắm rửa, chỉ cần thoát khỏi quần áo bó buộc trên người, không biết có phải nước ấm làm máu tuần hoàn khiến nhóc con thấy dễ chịu hay không mà biểu tình của nó càng gần với vẻ mặt cao hứng tay chân cũng cọ quậy nhiều hơn trước bắp thịt mềm nhũn như cái bánh bao lúc trước cũng rắn chắc hơn chỉ cần có người chạm nhẹ đầu ngón tay vào mặt nhóc con nó sẽ cong miệng lên mỉm cười còn vung cánh tay như ngó sen sau đó tóm lấy tất tật những thứ có thể chụp được nhét vào miệng nhớ mấy ngày trước lúc nó đang bú sữa tự dưng túm lấy bánh bao của nàng nàng thật kiêu ngạo bậy một phen biết túm này nọ rồi kia nhóc con thông minh ghê có lẽ là đông người chen lấn quá, cản trở nhóc con hít thở không khí trong lành. Nó bắt đầu khó chịu rụi rụi vào lòng Yến Hồng. Thân mình nho nhỏ cũng bắt đầu ngọ nguậy, miệng há rồi ngậm, như đang nhắc nhở Yến Hồng điều gì. Không biết vì sao, cây đuốc nhỏ cực kỳ thích co ngón tay trỏ và ngón cái thành vòng tròn. Mặc kệ là thức hay ngủ, luôn có thể thấy dấu ok kinh điển của bé. Cây đuốc nhỏ sao vậy? Thập lục công chúa cũng chen lại đây vội hỏi. Yến Hồng nhầm tính thời gian, nên cho bú, bảo Bảo đói rồi. Thế là mọi người biết điều tản đi. Hai vợ chồng đi vào phòng trong cho Bảo Bảo ham ăn bú. Cây Đuốc nhỏ bú no, nhóc lại mệt, há cái miệng nhỏ ra ngáp mấy cái rất khẽ, hai mắt lim dim một chút, liền ngủ ngon lành. Đông Phương Manh đang định đứng dậy, Yến Hồng lại túm hắn lại, Manh Manh chờ một lát xem tư thế ngủ của Cây Đuốc nhỏ, nhìn vui lắm có một câu mà Yến Hồng không nói, tư thế ngủ muôn hình vạn trạng của cây đúc nhỏ, di truyền hết mình từ cha nó đây. Quả nhiên không tới một lát, miệng bảo bảo há ra, một bàn tay mũm mĩm vô thức vươn tới bên tai tiếp tục, ok, cái tay còn lại dơ lên quá đầu nắm thành nắm đấm. Tạo hình gì đây? Nữ thần tự do hay là muốn học đồng tồn thụy nổ lô cốt, 31. Lại một hồi, cây đúc nhỏ đổi tư thế, đầu nghiêng một bên, tay giơ lên đỉnh đầu không động đậy, có điều nắm tay xòe ra không làm ok nữa, cánh tay gác lên chán cũng xòe ra, y chang bộ dạng tức khí giới đầu hàng, miệng cũng ngậm lại, có thể nghe được tiếng hô hấp của nhóc con đang ngủ say. Yến Hồng phỏng đoán có khi cây đúc nhỏ ngủ mơ, nếu không sao cứ đổi tư thế liên tục. Không tới hai khắc, nhóc con lại đổi tạo hình. Áng chừng cảm thấy tư thế đầu hàng không đẹp lắm nên đổi sang nhà trầm tư rồi một tay rụt lại đè dưới má, tay kia triệt thoái từ trên chán về một bên má. Nếu không phải bảo bảo còn chưa biết lật, nhìn cứ y như nằm ngủ nghiêng vậy, không biết nhóc con mơ thấy cái gì mà chân mày nhợt nhạt còn cao lại, miệng nhỏ mím chặt, phối hợp với biểu tình này thật phù hợp với chủ đề tư thế thâm trầm, quái. Hai người coi vui quên trời đất, quên bén tình hình náo nhiệt trong tiền sảnh. Đợi cây đuốc nhỏ tỉnh giấc, hứng chí của Yến Hồng vẫn không giảm, giúp con bày ra thế pâu. Nếu không phải cổ đại không có máy chụp hình, chắc chắn nàng sẽ chụp lại toàn bộ mấy tư thế kinh điển này cất giữ. Xem này, con nàng là thiên tài, nhỏ như vậy đã bắt trước mèo cầu tài rồi, còn có tôn ngộ không và nhị sư đệ nữa, cái miệng rúng lại mắt trừng trừng, có phong thái của đại sư huynh nha. Cuối cùng hai người chơi vui vẻ quá, cây đuốc nhỏ không vui, ngoác miệng gào một trận, gọi đông phương tề sốt ruột cháu chạy tới, vừa vén dèm lên đã quát lớn trộm cắp phương nào dám chọc cháu bảo bối của ta kết quả bắt ngay tại trận cái tay gây án còn chưa kịp thu hồi của yến hồng mặt mũi đông phương tề vặn vẹo tại chỗ đã thấy mẹ kế vô lương tâm nhưng chưa thấy qua mẹ ruột nào vô lương tâm như thế đem con trai mình ra làm trò chơi đệ muội muội làm cái gì thế coi cây đúc nhỏ khóc thương chưa này nói rồi sọc tới không cần phân bua bồng cây đuốc nhỏ vào lòng. Tư thế khá là chuyên nghiệp, chí ít cũng biết để đầu cây đuốc nhỏ gối lên cánh tay, còn dùng tay bợ mông bé con, xem ra lén lút luyện tập không sai. Yến Hồng bị bắt quả tang tại trận, cũng hơi xấu hổ sờ mũi, cười hình hạch. Cũng không phải lần đầu nàng gây án đâu. Lần sau nhất định phải cẩn thận dè chừng, không để bị bắt gặp nữa, khụ. Ý nàng là lần sau tuyệt đối cẩn thận không chọc nhãi con khóc. Khó khăn lắm Đông Phương Tề mới ôm cháu yêu về được, còn đắc ý hơn cả bạn cha chính tông của cây đúc nhỏ, một bên hừ hừ giai điệu kỳ quái rỗ bảo bảo, một bên tranh thủ đắc ý khoe khoang với cha mẹ đứa nhỏ. Ui hai người xem nè, sống mũi cây đúc nhỏ vừa thẳng vừa cao giống ta ghê chưa, miệng cũng giống, mặt cũng giống, còn có chán này, cằm này, lông mày này, ánh mắt nữa đều tuấn tú bất phàm vô cùng, tất cả đều giống ta. gì si, giống ngươi thì tiêu rồi. Theo ta thấy vẫn giống Yến tỷ tỷ hơn. Hễ Đông Phương Tề xuất hiện ở đâu, không quá một phần mười nén nhang, nhất định thập lục công chúa giá đáo. đương nhiên nàng đến cũng để trợ chiến cho Yến Hồng, chuyên môn đánh bại Đông Phương Tề. Ai nói? Cô tự lại mà xem, lớn giống hệt ta hồi nhỏ. Đông Phương Tề kiên quyết cho rằng cây đúc nhỏ thừa kế gen tốt đẹp của hắn, chống cự đến cùng. Ngoặc kép, mệt ngươi nhớ được lúc nhỏ mình trông thế nào. Ta thấy á, nhiều lắm trỏm tóc máu trên đầu nó giống ngươi thôi. Đương nhiên rồi, tóc đen dày thế này cơ mà. Ê, cô nói thế có ý gì hả? Đông Phương Tề mới đắc ý có một lát lập tức nổi giận lại nói hắn mà cãi nhau với thập lục công chúa là y như rằng vẻ ngoài nho nhã lễ độ ôn hòa không thấy đâu nữa, buồn vui thất thường. Có câu gì nhỉ, không phải oan gia không đụng đầu, Yến Hồng rất khoái nhìn bọn họ. Ý là bộ dạng ngươi khó coi đừng làm bẩn cây đuốc nhỏ đáng yêu, mắc công người ta lớn lên giống tính ngươi làm hư giá thị trường. Thập lục công chúa nói một chàng dài chửi người không thở dốc, không ngừng lấy hơi, xem ra hồi này tiến bộ thần tốc. Đông Phương Tề thật sự tức không chịu được, xông qua căm phẫn tìm Yến Hồng lấy chứng cứ, "Đệ muội, muội nói xem, cây đúc nhỏ nhìn có giống ta không?" Yến Hồng thật tình hết chịu nổi trợn trắng mắt nhìn nhị bá nhà mình. Lông mày cây đúc nhỏ còn mờ chưa nhìn rõ hình dạng, "Được thôi, miệng mắt thì nhìn cũng giống đó, nhưng hắn và tướng công nàng là huynh đệ song sinh, trẻ con giống cha, giống hắn cái gì?" "Tên này đắc ý cái gì?" Có đắc ý cũng là nàng sinh ra đây nè. Ở chung với vị nhị bá này lâu ngày, tính tình hắn càng ngày càng không bình thản như lần đầu gặp mặt nữa, ngược lại có xu hướng thuốc nổ áp sát hoa thủy tiên. Cây đúc nhỏ, con của manh manh. Đông Phương manh ngẩn ra nửa ngày đột nhiên sực nhớ, tuyên bố chủ quyền với bé con. Nói xong đứng dậy duỗi tay ra muốn cướp lấy bé con trong lòng ca ca mình. Đông Phương Tề vội vàng bồng đứa nhỏ né sang một bên. Ui, Huynh nói này manh đệ, cho nhị ca bồng một lát đi mà, của đệ còn không phải của Huynh. ọc, cơm ăn bậy được nhưng nói không nói bậy được à. Đấy thôi, báo ứng liền thấy chưa, cây đúc nhỏ ra mặt dùm cha ruột liền, tè hết lên người nhị bá phụ, còn nghe hàm răng chưa mọc ra cười. Thập lục công chúa cười hả hê, đáng đời, ai bảo hắn mắng nàng là con khỉ cái, không biết cây đúc nhỏ cùng một phe với nàng hả. Chương 49, nhà mẹ đẻ. Mọi người đang đùa đứa trẻ vui sướng, rượu nhân chề môi không tình nguyện đi vào. Nhìn miệng muội kìa, treo được cả hai cân thịt heo rồi. Ai chọc rượu nhân nhà chúng ta mất hứng thế? Ta xả giận cho muội. Yến Hồng cười hỏi. Người trong phủ tới, lão phu nhân sai nô tì tới mời tiểu thư qua diệu nhân chu mỏ không có ý định thu hồi giọng đầy vẻ khinh thường đến cả thập lục công chúa luôn lơ đễnh cũng nghe ra được trong phù nhất thời yến hồng không phản ứng lại kịp phù nào yến phủ á nhà mẹ đẻ của tiểu thư người ngoặc kép ta chưa từng có nhà mẹ đẻ yến hồng cười nhạt ánh mắt hờ hững lại khiến đông phương manh đang nhìn nàng phát hiện bất an níu tay nàng trong mắt đầy lo âu không có gì đi gặp thôi kiểu gì cũng phải giải quyết yến hồng cười cười với hắn tạm thời giao con cho đông phương tề sau đó dắt đông phương manh cùng đi ra ngoài câu này làm tâm trạng diệu nhân khá hẳn lên cười hì hì đi đằng sau tiểu thư nhà mình lưu lại đông phương tề và thập lục công chúa hai mặt nhìn nhau đầu đầy sương mù à còn có nhãi con đang mút ngón tay nước miếng văng tung tóe nữa đến tiền sảnh người nên đến, không nên đến toàn bộ có mặt cả. Thấy cha ruột, mẹ kế và một muội muội, vẻ mặt Yến Hồng không thay đổi bao nhiêu, không nhìn ngang ngửa đi tới trước mặt mọi người, khom lưng hành lễ với cha mẹ chồng, gặp qua cha mẹ. Đuôi mắt liếc thấy Yến phu nhân đang thọt khuỷu tay vào cha ruột mình, Yến lão ra. Cho nên không hề ngoài ý muốn khi nghe được hai kiểu trả lời hoàn toàn bất đồng. Cha mẹ chồng cười thân thiết, Hồng Nhi đến rồi lão gia phu nhân yến gia đồng thời cao giọng đáp một tiếng ờ ngược lại khiến công gia và phu nhân ngẩn ra hai người nhìn nhau một cái lại nhìn vẻ mặt hờ hững của yến hồng rốt cuộc phát hiện có điểm không ổn may mà nghĩ xuôi ra lần đầu đến đây chỉ giữ vài người trong nhà bằng không tình cảnh kỳ quặc này để người ngoài nhìn thấy thì thật khó ăn nói gia nhân hầu hạ bên cạnh nhếch môi cười khẩy người có mắt đều thấy được tiểu thư hành lễ bên này bọn họ ở cái gì mà ở lão phu nhân thấy tình hình không hay lắm cười giàn hòa hồng nhi à xui ra tới rồi mau chào hỏi đi vốn định nói một chàng nồng nhiệt thấy tình hình này cũng không nói ra nữa lão gia phu nhân đã lâu không gặp dường như yến hồng để ngoài tai màn cướp lời vừa rồi khẽ khàng vái chào đối xử chẳng khác gì những khách khứa khác yến lão gia xấu hổ vô cùng sắc mặt đổi rồi lại đổi, không nhịn được cuối cùng vẫn xa sầm mặt lại. Ngược lại, Yến phu nhân đương nhiệm cứ như không thấy được Yến hồng lãnh đảm, cười the thế, ôi trời, xem đại nha đầu nhà chúng ta này, gả đi mới hơn một năm đã xa lạ với cha mẹ rồi. Kêu lão ra phu nhân gì chứ, để xui ra cười rồi. Nói rồi còn đứng dậy bầy đặt nhiệt tình muốn nắm tay Yến Hồng, vừa sán lại gần vừa cười thật kinh khủng. Còn đó, cứ thích đùa như thế, Yến Hồng nghiêng mình tránh né, mỉm cười, nếu Yến Hồng không nhớ nhầm, từ sau khi mẫu thân mất, cách xưng hô này Yến Hồng đã gọi hơn 6 năm rồi, cần gì phải đổi lại. Đời này, người nàng bằng lòng kêu mẹ cũng chỉ có một linh hồn đã mất và mẹ chồng đối xử tử tế vô cùng với nàng mà thôi. Nữ nhân này, chừng nào thì đồng ý đảm đương danh xưng này, không phải đã ép nàng sửa miệng từ lâu rồi sao? Yến phu nhân đương nhiệm đờ ra, thần sắc nhanh chóng bình thường trở lại, dừng chân, đổi thành vẻ mặt ai oán. Hồng Nhi, con còn trách mẹ gà con đi sớm ư? Thật ra mẹ cũng không nỡ đâu, nhưng hôn sự tốt như vậy, mẹ cũng sợ con bỏ lỡ thôi. Vừa nói vừa vờ lau khóe mắt căn bản chẳng có giọt nước nào. Thế à? Yến Hồng nhướng mày, giả bộ đi, muốn giả thì mau giả, bằng không lát nữa lộ bộ mặt thật ra thì không có cơ hội nữa đâu. Tì tì, sao tì có thể như thế? Chẳng lẽ gả vào hào môn rồi có thể không nhận cha mẹ sao? Yến Vân làm bộ yểu điệu chịu không thấu lại căm phẫn dâng trào nhỏ nhẹ chỉ trích Yến Hồng. Đương nhiên nếu ánh mắt nàng ta không thỉnh thoảng liếc về phía đông phương manh bên cạnh Yến Hồng thì càng có sức thuyết phục hơn. Giai nhân chề môi, vị tiểu thư ẻo lả này bây giờ thì dịu dàng nhỏ nhẹ, điệu bộ uyển chuyển sao quên mất cái bản mặt dương nanh múa vuốt với tiểu thư ở trong phủ hồi xưa rồi. Vợ chồng công gia đều cho mày. Không khí dương cung bạt kiếm trước mắt này thật tình quá mức chênh lệch với cảnh, vui mừng gặp lại, như hai ông bà dự tính. Có điều thấy vẻ mặt Yến Hồng từ đầu tới giờ đều lãnh đạm, hai ông bà cũng không nói chuyện, chờ cục diện tiếp sau. Dù gì hiện tại Hồng Nhi là con dâu ông bà, ông bà không muốn chỉ trích nàng trước khi biết rõ sự tình. Yến Hồng cười lạnh trong lòng, ngoài mặt thì không để lộ, không phải lão gia phu nhân quý nhân hay quên đấy chứ. Ngày đó trước khi xuất giá, chẳng phải các vị không chờ kịp đã tuyên bố Yến Phủ và Yến Hồng ta không có quan hệ gì nữa, xuất giá ba ngày cũng không cần về nhà, sau này sống tốt hay không đều do tạo hóa của chính mình, không liên quan đến Yến Phủ sao. Sao mới có hơn năm hai vị đã quên rồi thế? À, ngược lại phải cảm tạ hai vị còn chịu để họ yến cho ta bằng không sau này tìm không thấy nguồn cội của mình thật sự tội lỗi công gia phu nhân vừa nghe lông mày vốn đã co lại giờ càng nhíu chặt hơn ánh mắt nhìn đám người yến phủ thêm lạnh lùng soi mói không ngờ tình cảnh hồng nhi ở yến phủ trước khi xuất giá lại khổ sở như thế chẳng trách sau khi nàng gà tới đây không hề nhắc tới người nhà mẹ đẻ cũng chưa từng có yêu cầu về bên đó miễn về lại mặt còn do yến phủ tự đề xuất nữa ông bà vốn tưởng hồi trước có lẽ con dâu nhà mình ở phủ nhà không quá như ý nhưng không ngờ lại không như ý tới mức này đông phương manh mơ hồ cảm giác yến hồng dằn cơn phẫn nộ giật giật tay áo nàng thấy nàng quay đầu nhìn hắn hắn sờ mặt nàng nói nhỏ không tức giận yến hồng lắc đầu cười với hắn vật đổi sao rời vốn dĩ nàng cũng không muốn có quan hệ gì với bọn họ nữa cũng biết bọn họ lật lọng tìm tới mình tất có ý đồ. Bỏ đi, loại tiểu nhân này, nàng cần gì tức giận, ngược lại làm người mình để ý lo lắng. Yến lão ra thở không ra hơi, mặt đỏ sậm, mắt trợn tròn, thân hình run run, nói chuyện cũng không ăn khớp, "Ngươi, ngươi, ngươi đồ bất hiếu." Tức quá nên nói không ra hơi. Gia nhân ác ý suy đoán có phải vì nói đúng bản chất ác độc của lão nên thẹn quá hóa giận không? Hừ, tốt nhất tức chết đi. Yến phu nhân đương nhiệm không sao ngờ được Yến Hồng thẳng thừng phơi bày quan hệ tồi tệ giữa bọn họ trước mặt công phủ, nhất thời không hạ mặt mũi xuống được, vẻ mặt thoáng âm trầm. Cứ tưởng có vợ chồng công gia ở đây, nhà đầu này tốt xấu gì cũng nể mặt một chút, khách sáo vài câu bà ta có thể kiếm cớ yêu cầu nhà mẹ đẻ gặp riêng nhà đầu này tương lai kiếm cho nữ nhi mình một mối nhân duyên tốt đẹp, cũng vừa khéo để Vân Nhi lộ mặt, nói không chừng nhị công tử nhìn chúng thì sao. Đợi Vân Nhi gả cho Đông Phương Tề làm nhị thiếu phu nhân rồi, bà ta sẽ tính sổ nha đầu này. Dù sao hồi trước ở Yến Phủ nha đầu này luôn có bộ dạng không mặn không ngọt mặc người ta làm thịt, cả ngày giúp trong cái viện nhỏ à chết tiệt kia để lại. Bà ta còn tưởng nha đầu này nhát gan như thế chẳng có uy hiếp gì nên mới bỏ đi ý định trong đầu không ngờ mới gả vào hào môn được mấy ngày lá gan nha đầu này phình lớn như thế chẳng lẽ lúc trước nó luôn giả heo ăn cọp sự thật bà phòng nhì này là chim bất quá hiện tại bọn họ có việc nhờ nó đành nhịn vậy yến phu nhân nghĩ thông mấu chốt trong đó thần sắc luôn biến đổi tự dưng lại tươi hẳn lên cười híp mắt truyền đề tài quay sang đông phương manh nãy giờ vẫn bị bọn họ bỏ qua làm như rất quen với hắn bước lên nói ôi cha đây là cô ra sao? Thật sự là tuấn tú người người phong lưu hào phóng kiệt xuất bất phàm. Đông Phương manh tỏ vẻ ghê tởm hất tay bà ta ra, nhíu mày chừng bà ta, nói cũng lười nói, trực tiếp hừ một tiếng nặng trịch, hết mặt sang một bên không thèm nhìn. Chiều này hắn học từ Đông Phương Tề, mỗi lần Đông Phương Tề ghét bỏ thập lục công chúa đều là bản mặt này. Yến phu nhân lại bị bẽ mặt, thiếu chút không nén được giận trăm cây nghìn đắng mới miễn cưỡng duy trì biểu tình trên mặt, có điều nhìn sao cũng thấy sượng chân. Yến Vân vừa thấy mẹ nàng ta chịu thua, lập tức tiếp sức, Vân Nhi ra mắt tỷ phu. Hàm lượng đường trong giọng nói đạt tới 99%, dáng vẻ dịu hiền cúi đầu ngoan ngoãn, vừa vặn che mất nét mặt không vui của nàng ta. Dọc đường đi nàng ta cũng thấy rồi, công phủ này lộng lẫy đàng hoàng hơn Yến Phủ không biết bao nhiêu lần vốn nàng ta còn tự an ủi mình dầu có mấy kẻ kia cũng chỉ là đồ ngốc không ngờ lại tuấn mỹ sáng sủa như thế thất sách thất sách thật người tốt như thế sao ban đầu nàng ta lại bị mỡ heo mờ mắt nhường cho nha đầu chết dẫm yến hồng kia hối hận xanh cả ruột đông phương manh không phản ứng một là hắn không để ý đến ai trừ người nhà hai là thật tình hắn không biết yến vân gọi hắn giai nhân cười thầm lặng lẽ giơ ngón tay cái với đông phương manh yến vân không ngờ mình cũng đụng phải cây đinh như mẫu thân xưa nay nàng ta lại không chịu để mình ấm ức bao giờ lập tức tỏ vẻ bất mãn và tủi thân còn u oán liếc đông phương manh mấy cái kết quả vẫn bị phớt lờ làm khuôn mặt vốn dĩ đã trắng của nàng ta càng giống như xương giá yến hồng cũng không đếm xỉa tới hai mẹ con yến phu nhân kéo đông phương manh qua một bên ngồi xuống Mấy năm lão phu nhân còn sống ở Kinh Thành có trò đấu đá lục đục nào mà chưa thấy qua. Màn trước mắt vừa rồi, chỉ thoáng chốc là hiểu bảy tám phần chuyện quá khứ, trong lòng càng không thích yến phủ, có ý nâng cao thể diện cho con dâu mình. Bèn bưng chung trà lên dùng nắp trà gạt vài cái, nhấp một ngụm trà rồi nói, Hồng Nhi à, con mới ở cữ xong, thân thể vẫn cần phải điều dưỡng nghỉ ngơi cho tốt. Mấy chuyện không quan trọng thế này không cần bận tâm không phải thập lục công chúa có mang đồ bổ trong cung đến sao có nhớ uống không hả yến hồng thấy ấm lòng người ta nói mẹ chồng con dâu trời sinh đã đối chọi nhau nhưng mẹ chồng nàng chắc chắn phá vỡ lệ thường không có đạo lý này rồi còn khiến nàng lần nữa hưởng thụ tư vị được mẫu thân che chở bèn vâng dạ hồng nhi nhớ rồi cám ơn mẹ con bé này người một nhà khách sáo cái gì lão phu nhân làm như không nhìn thấy người nhà yến phủ còn không biết xấu hổ đứng y ra đó. Cứ cười tít mắt hỏi han tình hình hồi phục của Yến Hồng. Yến Hồng cũng vui vẻ phối hợp. Mặt mũi Yến lão ra vốn đã rơi xuống đáy cốc giờ càng rớt xuống vực sâu không đáy. Ông ta đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Vốn dĩ còn trông vợ chồng công gia biết lễ nghĩa khuyên nhủ một chút. Không ngờ bọn họ lại mặc cho đứa con bất hiếu này đối xử với người cha là ông ta như thế không phải yến phu nhân và yến vân không giận dữ nhưng bọn họ không dám làm gì yến hồng trước mặt lão công gia đành nghẹn cơn tức liều mạng nghĩ coi còn có cách gì vãn hồi không thậm chí yến vân còn oán trách cha mẹ mình ban đầu sao không nghe ngóng rõ ràng hại mình mất đi mối duyên tốt đôi bên đều mang tâm sự riêng đông phương tề bồng cây đuốc nhỏ đi trước thập lục công chúa đi đằng sau hô hào để ta ôm một chút thì đã làm sao dứt lời hai người đã vào đến tiền sảnh. chương 50, Gia Oai Lão phu nhân vừa thấy cục vàng của mình tới, cười tươi như hoa nỏ, vội vàng vẫy tay bảo Đông Phương tề lại, đỡ lấy cháu rồi càng không để ý chuyện trước mặt, chỉ lo chọc cháu nổi, cháu ngoan của bà, bảo bối, ăn no chưa? Ui chao, cười này cười này, thích bà nội không hà? Bà nội cũng thích cây đuốc nhỏ lắm, lão công gia nãy giờ vẫn ngồi làm cảnh lúc này cũng phá rào, vội vàng nhích lại, ui, cho ta nhìn với, ta cũng bồng. Thập lục công chúa lấy làm kỳ quái liếc mấy người yến phủ kẻ đứng người ngồi đờ ra, có phần không rõ tình hình, hỏi yến hồng, yến tỷ tỷ, không phải tỷ đi gặp nhà mẹ đẻ sao? Sao bọn họ đều kỳ cục thế, cũng không nói chuyện nữa? Đông phương tề khinh khỉnh nguyết thập lục công chúa một cái, tình huống đơn giản như vậy mà nhìn không ra thật đúng là đầu heo hết chỗ nói rồi rõ ràng nhà người ta có lòng khác mỗi người đều có ý đồ riêng mệt nha đầu dã man này lớn lên trong cung cơ đấy từ sau khi đông phương tế xuất hiện nháy mắt yến vân cảm thấy mắt mình không đủ xài trời ạ à, một người phong thần tuấn lãng như thế đã đành đằng này những hai người mà người sau rõ ràng có khí chất văn nhã thần thái dạng người hơn cái kẻ được gọi là tỷ phu kia nhiều, tổng thể sắc đẹp càng vượt một bậc. Đây chắc hẳn là công phủ nhị thiếu đông phương tề không sai được. Không đợi Yến Vân tiến lên tự giới thiệu, thập lục công chúa đã mất hứng, bởi vì nàng lơ đĩnh liếc thấy vẻ mặt nhạo báng của đông phương tề, cũng sớm nhìn thấy ánh mắt như thấy bảo vật của Yến Vân, dịch chua bốc lên, nhưng nàng lại không tiện chút giận lên, người nhà mẹ đẻ, của Yến tỷ tỷ, Đành nhè Đông Phương Tề mà xả, Đông Phương tiểu nhị ánh mắt ngươi kiểu gì đấy? Muốn chảy nước luôn. Từ sáng tới tối y như bông loa kèn đi tới đâu là vậy ong gọi bướm tới đó, quỷ hoa tâm, đầu củ cải. Không chờ Đông Phương Tề phản kích, Yến Vân chìm đắm trong sắc đẹp đã nổi giận bất bình thay, ngươi là ai hả? Sao dám vô lễ với nhị công tử như thế? Nói xong còn cười óng ẻo an ủi Đông Phương Tề nhị công tử không cần nói với kẻ thô lỗ không kiến thức này. Không chờ nàng ta nói xong, thập lục công chúa đã nổi sùng lên. Người nói ai thô lỗ, người mới thô lỗ, cả nhà người toàn đồ thô lỗ. Mắng xong mới phản ứng lại, hình như mắng luôn cả yến tỷ tỷ trong đó. Vội vàng ái náy nhìn yến hồng, không rẻ yến hồng lại không để ý mỉm cười đáp lại, rồi không nhìn yến vân nữa. Bị thập lục công chúa công kích, yến ra không ngồi yên, ngươi là cái thá gì? Dám gầm rú ở công phủ, đồ vô giáo dục. Nói câu này là Yến phu nhân, bà ta thấy thập lục công chúa ăn mặc bình thường, lại gọi Yến Hồng là tỷ tỷ, cho rằng là bạn khuê phòng với Yến Hồng, liền mượn nàng đè bẹp Yến Hồng một chút, nào biết người trước mặt là quý nữ hoàng thất dưới một người trên vạn người. Đồng thời mở miệng còn có Yến lão ra nãy giờ vẫn bực bội không nói. Nữ nhi ruột thịt không nề mặt thì thôi, bây giờ một tỷ nữ nho nhỏ cũng dám đột vào mặt nhà ông ta, xem ra quốc công phủ này cũng chả có quy củ gì. Vừa khinh bỉ vừa bực mình, mở miệng dậy dỗ, cái cô nương này sao lại điêu ngoa như thế, tuổi còn nhỏ đã ăn nói thô tục, còn dám hung dữ với thị độc thái tử luôn lễ nghĩa văn nhã, cha mẹ kiểu gì mà dạy ra hạng người thế này. Nịnh nọt đông phương tề không vết tích, giọng điệu khinh bỉ của yến lão gia mấy con mũi vằn đúng dịp bay ngang qua đều nghe được. Yến Vân đắc ý hét cầm với thập lục công chúa đang tức đỏ mặt, hừ, muốn đấu với ta không có cửa. Gia Nhân thông cảm nhìn cái đám có mắt không thấy Thái Sơn này, trong lòng thì lại cười như điên, nói đi, thêm mấy câu nữa, đợi lát các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Đông Phương Tề còn chuẩn bị khẩu chiến mấy hiệp với thập lục công chúa, bị đám người tự dưng xen vào cuộc đấu võ mồm của hắn với thập lục công chúa không khỏi ngạc nhiên quét mắt nhìn một cái lòng lấy làm lạ, đã là người nhà đệ muội sao còn dám vô lễ với công chúa như thế, thật là. Muốn chết à? Yến Hồng nghĩ vẫn nên nhắc nhở đám người nhà mẹ đẻ không biết sống chết này thôi, bằng không mất đầu thật đấy. Lão gia phu nhân, xin chú ý từ ngữ, không thể. Mấy từ còn lại, vô lễ với công chúa, chưa nói ra đã bị thập lục công chúa cắt ngang. Thập lục công chúa giận quá mà cười, hơi nghền cổ, cho dù ăn mặc bình thường để tiện đi xa nhà, khí chất tôn quý của hoàng thất giờ phút này hiển hiện ra hết. Nàng cười lạnh quay đầu nói với Yến Hồng, Yến tỷ tỷ, cho dù mấy kẻ này là người nhà tỷ, nhục mạ phụ hoàng mẫu hậu ta cũng khó bỏ qua. Yến Hồng nghĩ thầm, đây là các ngươi tự chuốc lấy. Bèn cười với công chúa, không phải thân thuộc với ta, không sao. Trước giờ nàng chẳng phải người lòng dạ rộng rãi, chờ mong nàng lấy đức báo oán hừ hừ lấy đức báo oán lấy gì báo đức trước khi chết mẫu thân ói ra máu tươi vĩnh viễn khắc trong đầu nàng nàng nhớ kỹ phụ hoàng mẫu hậu yến ra hoảng vía ngơ ngác nhìn thập lục công chúa ăn vận bình thường khó mà tin được thập lục công chúa đã có chủ định cười lạnh châm chọc đám người yến phủ đang cứng đờ bổn công chúa điêu ngoa thô tục phải không không có giáo dục phải không hôm nay bổn công chúa chân chính điêu ngoa cho các ngươi xem người đâu tùy tùng công chúa có mặt ngay tức khắc công chúa có gì sai bảo mấy kẻ này nhục mạ công chúa hoàng gia và đương kim thiên tử đương kim hoàng hậu nên xử trí thế nào các ngươi tự biết rồi thuộc hạ hành hình bọn chúng hành hình nghe nói sắp mất đầu đám người ngu ngơ nửa ngày nháy mắt hoàn hồn yến lão ra nhũn ra đất xong rồi xong hết rồi đắc tội công chúa không sống được rồi yến phu nhân co rúm người vừa bò tới chỗ công chúa vừa gào công chúa điện hạ tha tội tha mạng dân phụ đáng chết dân phụ không biết ngài là công chúa công chúa ngài đại nhân đại lượng không cần so đo với dân phụ cầu xin ngài bỏ qua cho cả nhà dân phụ đi không chờ bà ta bò tới tùy tùng công chúa đã đá cho một đá quát láo xược Yến phu nhân bị đá cho đầu váng mắt hoa, ngực đau như kim châm, không dám mạo muội bò lên nữa, chỉ vật ra đất khóc lóc hãi hùng. Công chúa bực mình ra lệnh, và miệng trước cho bổn cung, ồn chết. Cái miệng bọn chúng đã dẻo như thế, vậy thì để bọn chúng nếm thử, cái hay, của, dẻo miệng, đi. Thị vệ công phủ bắt mấy người đang định đánh lại nghe công chúa kêu một tiếng, khoan. Yến ra cho là có sinh cơ, vội vàng ngẩng đầu nhìn công chúa cảm kích, không rè công chúa cười lạnh, lôi xuống đánh, mắc công làm cây đuốc nhỏ hoảng sợ. Mấy người lập tức bị lôi xuống, tiếng bốp bốp vang lên bên tai không ngớt. Công chúa quay người đi tới trước mặt Yến Hồng, bình tĩnh hỏi nàng, "Yến tỷ tỷ, tỷ có trách ta không?" Yến Hồng lắc đầu, "Mẹ ta bị mấy người đó hại chết. Thân tộc mẹ ta lụi bại, một mình bà bơ vơ chống đỡ mấy chục năm, che chở ta đến 10 tuổi mới nuốt hơi tàn, ôm hận mà chết. Tuy nói bọn họ có máu mủ với ta, nhưng thật sự ta khó mà xem họ là người thân. Mặc dù bọn họ đáng tội song xin công chúa tha mạng cho Yến Lão Gia và Yến Vân. Ừm, Yến Vân dù gì cũng là nữ tử trẻ dại, như thế, coi như ta trả nghĩa sinh dưỡng của Yến Lão Gia, trả tình tỉ muội cho Yến Vân. Tội còn lại, tùy công chúa định đoạt. Công chúa không ngờ còn có ẩn tình như thế nữa, nghe xong càng tức giận hơn, mấy kẻ này thật vô tình. Giết bọn chúng thật hời cho chúng quá, xem ta báo thù cho tỷ tỷ. Mọi người công phủ cũng có vẻ buồn bã nhìn Yến Hồng. Lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ về nàng, an ủi, kẻ ác tất có báo ứng, Hồng Nhi nên nghĩ thoáng. Mẹ con trên trời có linh, thấy cuộc sống của Hồng Nhi được thuận lợi cũng sẽ yên lòng. Yến Hồng kềm nén nước mắt suýt rơi. Bao nhiêu năm rồi, nàng luôn tự lừa mình không hận không thù, song nỗi hận đó vẫn ăn vào xương tủy. Ở Yến Phủ chịu bất cứ bạc đãi nào nàng đều có thể tha thứ nhưng cái chết của mẫu thân, cả đời nàng khó mà quên được. Một linh hồn chết oan bơ vơ như nàng, lạc tới thế giới xa lạ này, là mẫu thân cho nàng ấm áp và yêu thương, thậm chí trước khi chết còn trải sẵn tương lai cho nàng. Ơn sinh dưỡng nàng không thể nào báo đáp, chỉ có thể ở thời điểm này, xả giận vì mẫu thân. Yến lão ra bạc bẽo với mẹ, dung túng cho nhị phòng hạ độc hại chết bà, còn chiếm đoạt phần lớn đồ cưới của bà. Tuy rằng cuối cùng để nàng lớn lên trong phủ nhưng không nghe không hỏi mặc nàng tự sinh tự diệt. Yến Vân thì không gây tổn thương cho nàng quá lớn. Nàng không muốn nợ nần gì hai người này, bây giờ xin giữ mạng cho bọn họ sau này không ai liên quan đến ai nữa đông phương manh vẫn ngồi một bên chăm chú nhìn yến hồng thấy mắt nàng đỏ lên sắc mặt đau thương càng ôm chặt nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ không khóc dường như cảm thụ lây với nàng hốc mắt cũng ửng đỏ yến hồng hất hất đầu rụi rụi mặt hắn hồng hồng không sao liền đó nghiêm trang nói với công chúa lời Yến Hồng nói vừa rồi thật sự yêu cầu quá đáng. Yến Phủ làm nhục thiên nhan, tội đáng muôn chết, công chúa tự có định đoạt, Yến Hồng lắm lời rồi. Công chúa đảo mắt, xua tay, ta biết rồi, Yến tỷ tỷ yên tâm, ta tự có chủ trương. Mấy người kia bị đánh tới khi miệng đầy máu tươi, đầu sưng như đầu heo mới bị kéo vào sảnh, co quắp một cục. Hai má Yến vân sưng phù quỳ trên đất run lẩy bẩy ban nãy nàng ta chỉ ham tranh cãi, nào có nghĩ tới người này là công chúa. Tuy sợ vỡ mật nhưng bản năng cầu sinh vẫn có, ngọ ngợi quỳ mọp dưới chân vợ chồng công gia, vừa đập đầu vừa nói, cầu công gia phu nhân cứu giúp Yến Phủ. Bất kể thế nào, tỷ tỷ cũng từ Yến Phủ ra, cầu xin công gia phu nhân nể tình tỷ tỷ, xin công chúa khai ân. Nàng ta biết hiện giờ công chúa đang tức giận, duy nhất có thể cứu bọn họ, chỉ có lão công gia và phu nhân mà cả hoàng thượng cũng nể mặt vài phần. Lão công gia nhìn công chúa, lại nhìn Đông Phương Tề, cuối cùng nhìn Yến Hồng, không nói một câu. Lão phu nhân lại nhíu mày mắng nhỏ: "Ngươi cẩn trọng chút, đừng làm cháu ngoan của ta sợ." Căn bản không để ý nàng ta cầu xin. Yến Vân từ nhỏ cũng là người thông minh, vừa thấy ánh mắt lão công gia dừng lại trên người Yến Hồng cuối cùng, liền bò đến ôm chân Yến Hồng khóc lóc tỷ 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 là muội không tốt muội không nên ăn chặn đồ của tỷ tỷ còn đến viện tỷ phóng hỏa đốt bài vị mẹ cả ngàn sai vạn sai đều là muội sai cầu xin tỷ nể tình máu mù ruột già cầu xin dùm yến phủ đi cầu xin tỷ yến hồng nhẹ nhàng rút chân ra đứng dậy nhìn yến vân đăm đăm sau đó đi qua một bên không nói chuyện nữa yến vân chỉ cảm thấy đã hết hy vọng sức lực cả người bị rút đi, ngã quỵ xuống đất, khóc cũng không khóc nổi. Công chúa đi đến trước mặt người của Yến Phủ, lạnh lùng tuyên bố, nhục mạ hoàng gia, tội không thể tha. Bây giờ nể mặt Yến tỉ tỉ, bổn công chúa tha mạng nhỏ của các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Người đâu, báo cho Chi Phủ Di Lăng, tống ba người Yến Phủ vào Đại Lao ngay trong hôm nay, ba năm sau mới được thả ra, biếm làm nô cả đời không được nhập lương tịch. Yến lão gia vừa nghe, lúng búng kêu nhỏ, tu. Tu làm cử luân khâm định. Ta là cử nhân khâm định. Cũng khó cho công chúa thế mà nghe hiểu, lạnh lùng diễu cợt. Ngươi cho rằng phụ hoàng, không dạy dỗ ta đàng hoàng, còn để ngươi làm cái chức cử nhân này à? Yến phu nhân không chống đỡ nổi nữa thét lên, ngất ngay tại chỗ, Yến Vân và Yến lão gia đều đờ đẫn dại ra, giống như bị đà kích quá nặng mất hết hồn ví. Yến Hồng nhìn Yến Phủ nháy mắt sụp đổ, không cao hứng chút nào. Nàng chút giận báo thù thay mẫu thân, vì sao, lại khó chịu như thế? May mà cây đuốc nhỏ đúng lúc khóc ré lên, chiếm cứ tâm thần nàng, Yến Phủ, từ giờ không có quan hệ với nàng nữa. phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn